Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi hoạt động ý nghĩa của chương trình Nước sạch miền Hạ, hôm nay đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động các chuyến xe của đợt 2 để kịp thời cấp nước cho người dân vùng hạn mặn của tỉnh Long An. Trong đợt này, chương trình Nước sạch miền Hạ triển khai 5 xe bồn mang theo 100 khối nước ngọt về cho người dân ở 4 xã đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng hạn mặn là Tân Tạp, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông và Phước Vĩnh Tây của huyện Cần Giuộc. Trước đó, trong đợt 1, chương trình đã cấp 9 xe bồn với 180 khối nước sạch tiếp sức người dân vùng hạn mặn của hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước. Nước sạch miền Hạ là chương trình cấp nước sạch miễn phí do Trung tâm Phát triển Nông thôn Simao Uôn Đồng cùng Chi hội Nữ Trí thức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Những giọt nước nghĩa tình thấm mát lòng dân miền Hạ giữa cơn thắt ngặt, đồng thời còn thể hiện mối quan hệ hợp tác gắn bó tốt đẹp giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tỉnh Long An.